Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 5 tháng 11 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới thì trong chiều tối và đêm nay đến sáng ngày mai, ở tại khu vực Nam Bộ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến ở vào khoảng 50-100mm, có nơi lên đến trên 150mm và rải rác có dông. Trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc xoáy. Các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Nông và Lâm Đồng thì có mưa vừa mưa to với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 50-100mm, có nơi trên 150mm. Sau đó, trong sáng ngày mai thì áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp và di chuyển sang phía Tây. Do đó thì tình hình mưa lớn tại các tỉnh vùng cao Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ thì cũng như các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ trong ngày Chủ nhật cuối tuần sẽ có xu hướng giảm đi. Do mưa giảm nên nền nhiệt tại hai khu vực phía Nam thì sẽ tăng nhẹ trở lại. Mức nhiệt cao nhất lúc trưa chiều tại các tỉnh vùng cao Tây Nguyên dao động từ 26 đến 29 độ, còn với khu vực Nam Bộ dao động trong khoảng 28 đến 31 độ. Thưa bà con, Đà Lạt là một trong những vùng trồng hoa trọng điểm tại Tây Nguyên. Biên độ nhiệt ngày đêm tại đây chỉ dao động từ 14 đến 25 độ, kèm theo sương mù vào sáng sớm. Trong điều kiện thời tiết này, bà con cần chú ý phòng bệnh phấn trắng cho hoa hồng. Đối với những diện tích trồng mới thì bà con cần chú ý chọn giống kháng bệnh, vệ sinh đồng ruộng, lên luống cao ráo, thoát nước tốt để không bị đọng nước mỗi khi có mưa. Nếu trồng trong nhà lưới, nhà kính thì bà con cần phải chú ý làm sạch mái che để đảm bảo rằng ánh sáng và giảm bớt nhiệt độ và độ ẩm. Bà con cần lưu ý cần trồng đúng mật độ, không trồng quá dày để cây và lá nhận được nhiều ánh sáng. Trong quá trình chăm sóc vườn hồng thì bà con nên thường xuyên kiểm tra và cắt tỉa những cành già để tạo thông thoáng cho vườn. Bón phân cân đối, tăng cường bón thêm phân kali để giúp cho cây có sức chống chịu với bệnh được tốt hơn. Cần phải cắt bỏ những cành lá bị bệnh nặng đem đi tiêu hủy để hạn chế bệnh lây lan. Khi mà bệnh phát sinh và gây hại, bà con có thể dùng thuốc bảo vệ thực vật nhưng mà phải theo hướng dẫn để trị bệnh. Xin được tiếp tục với tình hình thời tiết tại khu vực miền Trung. Trong ngày mai thì khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa dông tăng nhẹ trở lại do ảnh hưởng của đới gió đông nam hoạt động mạnh hơn, đẩy nhiều ẩm từ biển vào trong đất liền. Tuy nhiên thì thời gian mưa tập trung về thời điểm chiều tối và đêm là chính, còn vào ban ngày thì sẽ ít mưa hơn và trời có nắng với nhiệt độ cao nhất lúc trưa chiều ở vào khoảng 25 đến 28 độ. Còn tại khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho tới Khánh Hòa thì lượng và diện mưa cũng đã giảm hẳn. Chiều thì có lúc giảm mây và có nắng với nền nhiệt độ trong ngày tăng nhẹ lên mức nhiệt 27 đến 30 độ. Thời tiết tại các tỉnh khu vực Bắc Bộ thì khá ổn định trong đêm nay và ngày mai. Toàn miền duy trì trạng thái ít mưa, trưa chiều thì trời nắng với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày, chủ yếu ở vào khoảng từ 25 đến 28 độ. Riêng với khu vực Tây Bắc thì dao động trong khoảng 28 cho đến 30 độ. Thưa bà con, hiện nay thì rau mùa vụ đông tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng đang sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy vậy, trên cây rau màu đã xuất hiện nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại. Để giảm bớt thiệt hại thì bà con nông dân cần phải tăng cường kiểm tra đồng ruộng, tích cực phòng sâu bệnh trên cây vụ đông. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi không mưa, trưa chiều hứng nắng nhẹ, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi xuống dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 24 đến 27 độ, riêng khu vực Tây Bắc thì có nơi từ 28 đến 30 độ. Sang tới khu vực phía Đông Bắc Bộ, mây thay đổi có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh. Với mức nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, vùng núi thì có nơi xuống đến 16 đến 18 độ. Nhiệt độ cao nhất sẽ dao động từ 25 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 26 đến 29 độ. Lưu xuống các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất sẽ dao động từ 23 đến 26 độ và mức nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Tây Nguyên, đêm nay sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi có mưa to và dông. Sau sang đến ngày mai thì mưa giảm nhanh, trưa chiều thì có nắng, gió đông bắc cấp 3. Cho cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 26 đến 29 độ. Các tỉnh Nam Bộ, đêm nay sáng mai thì có mưa vừa, mưa to, có nơi có mưa rất to và dông. Sau sang đến ngày mai thì mưa sẽ giảm nhanh, trưa chiều thì có nắng, gió đông bắc cấp 3, tại vùng ven biển cấp 4 đến cấp 5,
Trong cơn dông thì có khả năng sẽ xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, với mức nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ và cao nhất sẽ dao động từ 28 đến 31 độ. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.